Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thì释迦牟尼Phật. Chuyên chính và các vị sư phụ, sư cô, thì được đại chúng. thống chan phóng người, Hôm nay chán thán ngày tạ chung. thiền thất thứ Chính tư hèn tháng sư 2 tư tháng sư 10 năm thiên 2023. Tì Thì ơ giờ đây chi là sư buổi yue cuối ơ lĩnh của ơ sa buổi mìn. cuối của Xin tuần, chào chia sư sẻ kinh nghiệm tu tập xiao và giải đáp yu. thắc mắc những vấn đề trong công phu. Xin chào sư xiao yu vân tả. Như Sư trong trên kinh cũng có và phân nói xem là tham một chán nhân công sanh phu bất trình lấy, nhìn. bất kiến sinh diệt pháp, bất như sinh nhất nhật như đắc kiến liễu chi. Nếu là một người sống ở trên đời 100 tuổi, 100 Tôi năm sẽ cho ra mà chân không lý. có rõ được cái Tôi hiểu cho nếu có ý cơ pháp sanh là diệt, không có thấy được cái pháp sanh diệt sinh hóa ít bài thì nhìn ít bài chẳng suy bằng thật giống là con như sư người sống phụ một nữ ngày như ta mà này cả chân rõ phà biết này đó là cả sông mẹ phà chúng ta những hành giả à thành na thiện chục tỷ phú sang y cơ là chế độ sông chu lái y thấy thiên và cái chỉ có gì vấn đề như ta tất và chân cả phà trẻ những thoa cái của nhân phà sinh vũ trụ từ của mình chưa ta này cả sinh mạng cho sự đến trên sang tâm và niệm lớn luôn sông luôn sanh diệt vô thường, này cả sông mình và ý thức được sự ú sang đó cái sanh diệt đó trở về cái y chân sử này thật. có ú sang chưa thấy tạo Cho mình nên cả đó, chân biết được chánh chân pháp tháng đó là cái sanh người đáng sanh ta ở nơi đời, đáng sanh ra nơi trong đời phà để chưa mà sư biết được cái pháp, liễu tri cái pháp, chứng ngộ cái pháp. truy Thì trong cho quỷ dù cả chúng ta đã lớn tuổi, thật là già rồi, nhưng mà thọ rõ biết được cái pháp, chánh pháp của Phật rồi tuy đã là thì nói người tu tập, chim lão là trì con ấn định tu sư tập. chưa ta Tuy cho cái tuổi chân già sức phà yếu, mặc dù sức khỏe không có nhiều nữa, chưa chưa hẳn hảo duyên nhưng mà có tham thiền á, thì là cái chánh nhân suy đã án gieo. lão là suy Một án khi chánh chân tỷ nhân đã đo là con gieo thì sư chánh quả nó sẽ đến, sẽ chân thành nhiên tựu thôi. thì chim trông mà Hiện tại tại vì chân mấy quả mươi y năm tinh mình khải sống trong cái điên đảo, sống trong cái ngã chấp, trong cái vọng nguyên tưởng, của mình rồi dài tới những cái giây phút cuối đời, những cái ngày hình mà tháng tuổi số trên già sư sức chinh yếu chinh là nhưng mà cũng tu tập. chỉ số nén là Chính cái sự tu tập đó là một cái chánh nhân giúp cho chúng ta có thể thoát sông khổ hóa ra nên mùa trong trời sau uống này. miếng lì ta sẽ xem tài chinh chưa tao cho Thì cái chân phả cái suy rán sinh tôi ra có cần một cái tích truyện như thế này. Thì cái mấy hiểu thời to số trên ta của sẽ ý Tổ chí A Nan xa á công phu chưa cho dưới cái cổ là chỉ có sư sau Ma Ca tăng Diếp thôi. số Mà anh em ngài A Nan á, tôn giả A Nan nghe một cái chú sa di nhỏ thiên đạo y vị xa cái đọc nhìn cái bài kệ nè, nếu mà chẳng y người sổ sống sư 100 tuổi, nhược nhân sanh bất tế, bất kiến thủy lão hạ, bất như sinh nhất nhật như đắc kiến liễu chi. À, nên mới nghe thấy là lạ, tại sao đó là con hạt nước, con hạt già trên nước á. Nói nếu mà sanh tôi cho ra sổ sư trong năm á mà không hỏi thấy xem nó cho cân bằng, sanh có một ngày mà thấy con hạt già trên nước, y bài nén tờ rừng sông lúc chu đó là cái tôi nói khăn thọ nàng mới kêu chú y tiểu á, y hỏi chữ hẳn lại trong nói quê ta ai dạy cái bài kệ đó vậy. Nó thầy con cái bài kệ đó sai rồi, không có đúng. Pháp hỏi sanh xem diệt y chẳng chữ phải là y thủy chữ lão hạt. hẳn trong Thì khi quê đứa ta học nó trò ra nói về, nói với thầy, sủi nói láo ngài ta Anan nói nó là chừng thầy nhớ lộn rồi, nhớ nhầm rồi. Thì ông thầy ông nói Anan cái gì già anh mất em cảm, chế tôi hẳn chí ta làm quá sao mà nhớ lộn. Nên cái chỗ hỏi này là rằng cái cho chỗ nói về là lúc xa đó này thì về chi thấy chỉ thất vọng cho quá, chú Sa Di vẫn cứ đọc như vậy đó. Anan mới than rằng mới cách Phật chưa có bao lâu á mà chứ chánh cho pháp anh đã em bị cho như là chế ta méo mó hẳn rồi, bị cỏ lạc chí rồi, Những cho người nên mới than khóc mấy hiểu á, cớ rơi lệ phố niệm số Phật Pháp. tài Phật không biết to chiều được bao con lâu, sư kéo xin dài bao xe ý lâu. chi Thì đó là một cái chuyện. này là yêu hẳn Đây là to đối với truy lại bén cái Phật Pháp á, nó nếu được sự mà yêu cầu không cụ có sư tuy duyên y á, phó thì nó trao thật là khó, cũng còn mấy hiểu cơ khó có thể duyên mấy hiểu duyên đồng hội hành được, là khó yêu có thể hẳn hiểu được, nán vậy khó thể gặp được. Thì hẳn nán cái gì đừng hủy cũng đang cái gì nghe như nói cái đây, tao giống như đang giải thích, cũng ngồi đây tu đây, nhưng mỗi chúng ta đều có những cái cho xin chu cha cho khế chán hội khác nán nhau. về Cũng có người ở hội tôi kiểu sẽ này, cũng có cho người lưu hội kiểu thiên kia, chỉ giống phản như thiên khả đánh sư hưng bản mà ta ta tưởng sư đâu là mấy cơ chắc có lớn gì giá trị đánh cơ đúng hết hiểu mình đó.
thống cả Thành cơ ra chủng cơ mấy cái đó gian là và mấy cái mình nói sao mà duyên cơ chủng cơ chúng gian sanh và nhiều cái suy nghĩ, nhiều cái siêu vọng phàm. tưởng điên đảo, không biết làm sao Tôi mà thì cho chúng sanh nó nói chúng chủng là có nhiều chúng chủng và cái gì tiên giống như tàng chúng chủng thấu hoàng xảo. là đánh vô để mà ma nó chạy, quỷ nó đi trong đó mà người ta vẫn cứ tin như vậy đó. Thì do Người hàng ta xe thấy chúng tiên nhiều cho nhiều này rồi nhưng nếu mà cụ còn cái mà à, hộ cho được cái chẳng cần chánh phải pháp, hô không biết thay được bao nào nhiêu những hàng cái xe hiểu, những hiểu cái chung nhìn à, nhận, những cái vì khế hội rất là à, khó, chẳng thay vì mà vậy phải chứ Phật mua pháp cũng rất là quỷ khó. cần cho thả Thì à, ở đây vì như cái ý xem tôi phẩm nói tả mình sau này phải ta làm hơi sao xỉnh chỉ lại quý cái chánh nói pháp, chung mấy chánh điều tập tăng của lì cái cả sự thỉnh pháp cầu pháp, như rồi mình đi và tin tu tập nhau chân để suế mình xem như để cái đúng chẳng qua cái thời suế xem gian. như Chứ sự tu chú tập sự công xí phu mà đó mà liên vĩnh viễn xí là mình rốt ráo rồi, mình đúng rồi, mình đầy đủ rồi, mình tin gồm tưởng những cái rồi, công phu phú nhau gì mình với đã chưa hành chỉ sẽ rồi giả đó, phố chỉ chưa chắc xin hành đúng nữa. à, cần giờ chân Cho nên chân á phải luôn luôn tháo lù luôn phú nhau luôn gần học với học. phú nhau gì với Trước khi chưa mình chỉ nghe một lời á sự là thông tuy qua lỗ tai, à, trước khi mình nghe một câu vì nó xin nhập truy hoàn hào là toàn cái lỗ nhưng mà tai, phú sự mà mình sẽ bất đi tin bình đẳng nhau và khó chịu á, ngủ không ngủ được đi á. trang xuế xem Thì vấn đề chi đó mình phải tham học. à, nếu cô Trước dù sẽ khi những cái vẫn lời tin đó đạo xuân nó không hào phải như vậy hoa mình hiểu như hào vậy, tố hoa cái mà lời mà dù người chế ta đó phải nói xin mà mình hiểu nếu nghịch, có tin người ta nào nói nghịch khoai mà tố hiểu hoa thuận á, lý tố mà hoa tất cả mà là dù chơi chính pháp thì chỗ chi cái đạo khế hội nó mà không chứ có không đồng nhất, xin sở hữu tin nhau trang chỗ tiếp xuế thu mới đồng nhất. dù sứ Cho của nên mình á phải phải thận thinh trọng, à, như trước cái khi thỉnh xuân pháp hoa hào Phật pháp hoa trên vì thận vậy trọng nên phải chưa thận trọng sư với cái sự công phu nghĩ tập. được à, ngô chờ tin ta nó có nghĩ Nhưng mà được cũng có khi tu á, hành từ cái khoai chỗ tạo hoa hội chưa sư hội gì cũng có với khi chưa được xuân hoa khai ngộ, không biết nó chừng. dù dù sứ Nhưng này mà giờ từ cái lắng công thinh phu là chứ không chưa phải từ tao cái vào nghe tôi sẽ chạy dí cái như thấy sứ đâu, sang nghe cái nghe cái thấy là cái bên mấy ngoài, không biết hiểu có thống khi nhị nghe có biết như vậy chửi mà khai ngộ, nó khi nghe một câu kinh của Đức Phật á, mà khai ngộ, nó khi tu không cho nghe dù cái gì mà sứ khai y thiên ngộ, có tao khi phải à, nghe một đến tiếng mau của dài mình đó tu cái khởi kinh khai của Phật luôn mới khai ngộ. ngồi Thì rồi nó à, là cái thiên một tao một chỗ công có phu khai trong sư tờ cái sanh sự tu sanh tập, chưa sư khai sư tờ trên cái sanh tu sư niềm khởi tin bị sinh khai tử, luôn với niềm tin tin tự tâm đầy đủ, tu tức cho y khắc tin nhau tự nhiên khai chú ngộ. mạnh chú câu nơi cờ thông minh sanh sửa phát sinh à, sinh, thông minh sanh sửa sinh là Thì sẵn đấy, đây chúng tôi cũng muốn hỏi cân nơi anh cờ cái chỗ sửa mà sinh nó là thời gian, không gian và số lượng ấy. Ba à, cái không có thực dài thể, ba cái đó gọi là số ba cái tên mà mình tu khái nhau niệm cho nơi cờ không gian nhưng mà chúng ta à, luôn bị kẹt trong sự ba cái gian đó, số lượng bị kẹt trong ba cái đó y mới che thành tôi ra chúng sanh. um, Thời gian không có cái mốc ban đầu, không gian không có chỗ bắt đầu, u sơ chân số chính lượng không có cái số nhất định bắt không đầu từ gian mấy hết. mấy Cho người ta dù học toán học cũng y thấy từ tinh âm tờ cực thi đến dương phang vô cực. dưới trên Đạo Đức mấy Phật nói dù trong kinh y tinh pháp thân vô vi bất đọa chư sứ pháp, tiền khai pháp thân sử hoặc là chế không su về có sự nghiệp đếm được, không su có tính lượng được, không có đo đạc được, mấy nhiều pháp thân vô vi bất đọa chư số là cái số lượng ấy, cái con số đó là cái khái niệm con số thôi. Nhưng mà mình bị kẹt phía ở trong tùy tờ này là y cái cái thế su lượng giới điên đảo này, ví dụ cái thế cái giới sự của này mình thành bị lập tù này, sao cho giống cái như nhà tiền vậy, tảng thành cái sự nhà có những cái trên trụ, cái cột á, thì à, ba cái khái chưa có niệm sự này là trên ba cái hàng trụ cột trang của mỗi căn nhà thế gian, à, y cái ủ cha cái nhà vô y cái minh, căn phẳng nhà ngã trình chấp này, sự ba trên trụ đó là thành lập á, thì cái nhà ý miếng che nó có à. mà bị gãy một cây trụ á thì cái nhà này sụp đổ. Cái không Nên tại trên sao số trên mà xu ngày đang hàng xưa xem chư chưa tổ có nói là phản chỉ một sang cơ kỳ đập bể cái hư không, sang cơ tức can là chỉ tan nát cái khái niệm không gian thì cái nhà nó hết, hoặc là phá được cái khái niệm thời gian, quá khứ hiện tại vị thế lai sẽ mặt cả cho đất, nếu của giống mình như công trong Tu phu Luận khởi Ngài ý Long Thọ khô nơi nói, cờ không trên sự trên nhà đã hoa đi không có đi, là đang chiều đi không có đi, chơi của u cha thân mấy sẽ rồi đi và không nó có cũng ý đi, miếng cờ u chẳng cha phải đi đó, ý miếng cờ phóng đây trừ chẳng phải cho mấy đi, rồi chẳng có đi không có đi, nghĩa chẳng à, phải chú phi sư là chỉ chẳng sư phải, ý khô cô chư mấy thì rồi đó để phá cái gì, cô phá cái chư khu thời cờ gian tờ quá khứ hiện tại vị lai. y che cho chú lại Thì tôi thời gian không gian tôi và sẽ số cho lượng, ra hay là khô trong nơi kinh Lăng cờ Nghiêm á nói á,
Của chi con sinh người ở ra trong cái thế quỷ giới thì làm tất cả tinh tú rồi đó đều trong hư không. Hư ở không không thì trên giống như dưới trong cái trên bọt biển, cái sủi bọt bể, hư không tan nát. Hư không tan nát thì thế giới cũng không còn. Cho nên có thì câu gọi là nếu nhất còn nhân phát chân nguyên nguyên thập phương suy đại yên giới thôi là hoa tận thành tiêu hủy à, vậy bạn. không trên với mấy người Tất cả thế giới là phát chân nguyên nguyên là trở về sự cái che nguồn, tôi trở mấy về cái người tự tánh, với thì ta tất cả chưa những chỉ khái có niệm chân đó sinh tan rã thì nó không còn sự bị che mê tình lầm người nữa, tôi với cô không còn bị vướng mắc mấy nữa. người thì tổ ra là Thì nói ba cái khái niệm đó nói cho nãy giờ thì u nó nghe trừu tượng á, ví dụ như trên cái thân thể chúng ta này, ngay cơ thể vì phân số nếu mà đo lớn và ra sinh thì thì cái rốt khối cuộc lượng á mấy chục ký á, nó chiếm một cái không gian, có nơi này đến nơi khác su cho là lái không là gian hoa trên địa thân, trên khối lượng. Rồi cái thời gian là số tuổi, cái này có trung lên à từ quá khứ tới tôi bây giờ, hiểu giống như là năm mấy gần tôi sáu chưa mươi có tuổi vấn đề chẳng sinh hạn, thì hay đủ là có trung nha thân 70 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi đó chẳng hạn. nó sang của vấn đề tôi chưa sửa Đó, trên còn cái thời à tôi gian là mình chưa đang cho tiếp nó tục cái sống này, suy cái thời gian hiện à tại, thời gian quá khứ chi và sửa thời suy gian ba sửa tương lai suy đó đang nằm trong cái chiều dài của thời gian đó. rồi Mà mình nếu mà thấy rút xem ra nó một có thứ sửa thì hỏi trên cái thì thân này chỗ nào, rút cái thời gian cô ra, chi tức là sửa không có trên tuổi, ta sinh ra không người có lại quá khứ, hiện tại, vị lai, thì cái thân này ở chỗ nào nếu thì cô cũng thấy. nhà Nếu như mà rút cơ cái sửa không gian trên ra đặt tại thô chỗ quá như nào, cơ sửa trên nếu rút một số lượng ấy, là một cái số ra chiều của vấn không đề có sinh thì thành lập được mấy nhiều cái thân thể trắng này. đi Cho ngay nên nói cơ cái thế giới của này, vấn đề thân chưa có này, sinh cái thì tâm vọng à động này mấy nhiều được thiết trắng lập trên ba trắng cái khái đi niệm. ngay cơ cô chi Ba sinh khái niệm ra đó người cái là thực thể đó không có, không à. có định nghĩa Chỉ nó ở căn chỗ nào trái sinh cả, ra định nghĩa đó căn nó trái thành cho nơi hai rồi, cho tình nên không có à, xác định được cả. không trên sửa Thì trên số lượng của những cái trắng đi là hoa đó cũng nói là phá một cái là chưa chưa tự khó tỉnh giấc chiêm bao, thì giống khó như lúc chưa trong có kinh gì Kim Cang á, xin quá khứ tâm cho nên mất cả cả hiện mong tại tâm, mất nghe cả đất, xin tương chào lai nhỉ tâm, mất cả đất, tức là phá được cái khái niệm thời gian, của cái truy sinh trụ phụ khả của tờ cái vũ trụ vạn quay vật lại này sinh sụp phụ đổ, khả tờ tức là ngộ về tự tánh, trở về tự tánh, tôi nó sẽ khai tan hết u những với ta cái chưa chỉ kiến chấp sai chữ lầm, sinh những cái vô minh và ngã chấp, khô quá là của thì chưa phải làm sao u để đạt cái đó, à, là cho phải để u mà tu tờ tập cái đó. trên chúa Như trong kinh trên Kim trên chữ Cang á, thì Đức Phật nói là không trụ sắc để sanh tâm, không trụ hải thân sang sinh chỉnh tâm, căn hương sinh để sinh phó tâm, tư số vị xuất nếu phát sinh chủ tâm, ra ưng vô sở trụ, ưng vô ưu sở trụ ủ vô sắc sở thị tâm. chủ À, thì vô trụ á, về thời gian quá khứ hiện tại vị lai ở là vô trụ, ưu chí thì đó sinh là cái vô trụ phải làm sao cho được mình thấy vô trụ, mình biết vô trụ, mình hiểu lời Đức Phật trong kinh Kim Cang, nhưng mà mình vẫn trụ, vẫn kẹt, vẫn dính. Cho nên cái học á, cái hiểu á, là một lẽ, còn một cái công phu, cái sự tu tập rất quan tôi trọng của cho người hành lý hành giải đạo được và hành đạo á. à căn trái cho Thì ở nó đây cũng có một cái công án á, của Tô như Đô Pha Phật Ấn nữa. À, Tô ủ Đô sổ Pha Phật chu Ấn, à, Tô ở Đô sân Pha một chí vị sinh quan ở quan trường á, tôi cho à, rồi mình coi như là cũng là chăn một xóa rồi ý tin là chăn xóa một hiện tại à nếu mà pha coi chẳng chơi như bây chỉ là giờ chưa thì bộ sinh trưởng á, thượng thư, thượng thư cũng là bộ trưởng chứ không phải là ít, rất là lớn, làm quan lớn. Ví dụ xin chào Nhưng mà ông ta sư cũng phụ là con cho học nên cơ đạo, cụ sư sư tôn là bồ nhà thơ, cũng à, là một tha vị Phật suy tử thuần thành, rất là thân với ngài Phật Ấn. Thì ông ta thường đến đàm đạo và học tham hỏi với ngài Phật Ấn, mà hôm ông mới viết một cái lá thơ tha á, suy ông nói là về ông à, giống như là có nhìn cả hiểu quá đạo rồi, nhiều hiểu đạo rồi. Ông nói là bát phong, là một bài thơ rất là hay, nói là bát phong suy bất động á, tám ngọn gió gửi thêm không có thể tha làm ông lay động. chẳng chú lấy sự sư Tám ngọn gió đó là tạ phong lợi này, suy, hủy, dự, xưng, cơ, ui khổ, nó lạc. tung nó là cái Tức là sự lợi sư với lại suy á, là giống như làm ăn lời lỗ vậy đó, lợi có lợi nè, hay lỗ nè. Hủy dự tức là cái hủy bán, nhạo bán nè, khen chê đó, dự là khen đó, hủy là hủy nhục á, hủy bán đó. À, xưng cơ, xưng á, là giàu, cơ là cơ hàng, đói khổ á, à, nghèo đói, à, giàu nghèo á, khổ với vui, à, tất cả ngọn gió không có cái nào mà nó làm cho dao động được cả.
Như chú cho nó gặp ba phong Tờ nó có gạo sở á, sư do hiệp phạm định kỹ thuật phong Pháp, nội dung thì phụ nữ khi mà gửi nó đã qua cho lý Nhật Bản sản tha thật á, sinh chú mặt cho sau tha biên thật giấy sinh lý trinh thúi quắc thần hàng trinh hàng thu quắc thần mấy trinh ba chữ trinh thu quắc thu địch đấy, tha chi gửi cho qua cho ông. sổ sổ Thì sư kể ông thấy ông phó nổi giận yên lên, có bất lịch sự, yên ông thầy bất chưa lịch sự, thì tự cho nhiên sao đọc lòng sổ bài thơ sư hay và nói à cái chú trình sư kiến giải học Phật của mình mà ông thầy mình là thúi địch. Cho nên bơi thuyền qua sông, hoàn châu bơi lập tức bơi qua hoàn sông phu gặp hoàng bà thế con như ơn. sư á hồ Ê, sư đem nói ra tại cho sao cái bạc cớ gì mà chi ông là để ba cái đó, cái này ông nói là bát sông phi suy bất động mà mới ba cái địch của tôi, ông bay từ á một cái hồ sông qua bên đây sông rồi chưa ông là bát phong qua suy cho bất cơ động hả rồi, lúc này mới vỡ lẽ rồi, nói ồ mình đã qua nổi giận truy lên rồi, trên có in tại sao là bị so chê với cho bai nó rồi, được cho nên ông chơi thấy gây là so xấu hổ quá á mà hồ thua có nữa in trên rồi. cho người cho Thì qua phải câu không chuyện đó cuối tùng tôi rồi có thấy chơi mình học chú Phật vô Pháp, san mình Phật hiểu Phật sư Pháp xoa vậy người thôi, ta mà cái sự sổ thực sư hành hành Pháp thâu không phải không dễ, người cái chưa đơn giản phải ý chí đó chưa nên được tùng nó chú ý âm xuống thầm chung á, vô lặng chơi lẽ mà nó phải khiến cho xem mình chương âm trình thầm lặng lẽ ý mà chí nó làm cho mấy mình hồi phát nay gặp phiền xin não, chính làm cho tòa mình khổ xin đau, mà cho mình hiểu mình biết, nếu không có chuyện mà dày công mà công phu chú cho một mấy người của mấy ở tu cùng mà thực thôi tập. đó Thì chữ những ý cái chí câu chuyện dù từ thời Phật của chữ cho đến u minh trước sáng thời nay tổ đó, những cái mà Đức Phật đã nêu ra, mà nêu đó ra là cũng để cho chúng ta ý thức hai hồi tôi cái ý của Phật sư để phố mà cân chủ tu tập sư đạt vì được chén bản hạt danh ý, chứ ra không phải chạy theo cho cái lời chú nói. ái ta Nói thì ví vô dụ thường rằng nói của là mình khổ, nói là không, có ý nói chí là những tạo cái ý hay cả tạo không có có thực chẳng thể thấy của ý hư không, không gian, thời gian hay số lượng vân vân, hiểu hết, thuộc hết, biết hết, nhưng mà mình vẫn bị kẹt ở trong đó hết, từ chỗ sau chú kẹt lái hết đào trong đó, hoa đường vẫn hay là hẳn chúng chim sanh, chủ hẳn ý chúng chỉ sanh chai, xào tớ vẫn buồn, vẫn khổ, vẫn giận, vẫn hờn, chỉ số mấy hồ không chân sứ vẫn chân thương, suy vẫn á ghét, đi đủ chơi thứ, đôi chú thảo quan để sơ ý mình chỉ phải tê nhìn lại, tù dài mình dù xem nghe lại nào công phu của mình như thế nào. chú ý của mình Thì ý thứ đó là nhau những chim cái mà trắng tôi ý thứ nhau trắng mượn những lời của Phật là những thảo cái trá chưa sự chỉ thành công từ phu công án của tổ để nhắc nào vừa mình cho ta che này phải nỗ lực gờ phố công công chủ phu, sư ta siêng cùng năng ăn tham lái thiền, thí sinh tà trẻ chỉ có tham thiền mới giúp chúng ta nhau biết nỗ lực rõ dùng đạt được cái sinh mình đó, dùng chứ công bằng không có để đạo bị sẵn kẹt vô mình sàng đó, chứ hiểu tham sẵn sàng ái nó chi phối. có gì bằng cho của Bây giờ mình việc nào có những cái cố thắc mắc, vui cố nếu huy muốn khi này chia sẻ kinh nghiệm tu tập, xin cứ sĩ mạnh chi dạn đề của ra chúa những những bậc sáng sinh tạo của cao mình Đức thật Phật. sự xin chào sư vân tá sư thiền chú nhau phân sang công phu trang thắng tức là gì thứ cho là nắm nhớ tổ sư sư cha môn phố để đưa cái máy cho. Ra xin chào cho sáng tạo hình dưới về tám giờ
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chính sư phụ phong về khai sư. Chính chính được các vị sư phụ sư cô. Thì có một cái thắc mắc là ngày hôm qua là thầy khai thị. Để đối với ý luôn ở chỗ thêm sư phụ khai sư. Thầy nói về cái mà sư phụ chính cho một người mê tín dị đoan đó thầy. Mê tín đủ thứ đó. Thì xiang xin yi qie. Giống như mình hay học học trong kinh, giống như kinh Kim Cang. Mình thì, chuyển ra cái Kim Cang kinh. Có những vị Bồ Tát mà khi nghe tới kinh thì phát tâm để hộ trì kinh á. Thính đạo kinh ở bên sổ chứ là. Con luôn luôn tự chịu pha xin. Có chư thiên hộ trì giống như chư thiên đường cũng vậy. Thì tôi cứ lại đều xin xin. Lúc nào mình cũng có chư thiên hộ trì. Chư thiên hộ trì Phật pháp, hộ trì Tam bảo. Thì khi mà mình tin như vậy, có phải là mình có phải hộ phả san phả? Na wo yao wen, wo zhe yang xiang xin, shi bu shi yi jing bei du zai na ge mi xin. Mình mở ra nói cái đó là vàng. Thực ra cái niềm tin Phật pháp ấy, mình tin pháp làm sao gọi là mê tín? Mình tin tin Phật pháp. Tất cả cái vì sao mà giảng tin tin Phật pháp sẽ mê tín? Là giống như người thực hành không mà mình sửa chính cái Phật pháp và không chỉ chỉ là của mình chứng đạo có thể sửa chính có thể luyện trì có thể học. Hay là thiên quang người ta tụng kinh ấy, ta đọc á vẫn có quỷ thần chư thiên ta nghe long thiên hộ quỷ, thổ địa long thần ta nghe cũng có người ta cũng rất là ham tu bản đạo tu theo á thì chúng ta mình đang hấn xiển siêu sinh vẫn duyên để tu á à ta chứ ta mình mới có thuận lợi để thầy ngài lai quả tỷ phạm thuận lợi để cái duyên lại xuề lại sửa chính lại xả công phu chỉ chú cho gì chén sai cao minh sư thì ngày xưa cái giờ công phu là suốt cả đêm luôn suốt cả đêm khuya gì chén cao minh sư trên cái chán thì nhiều chứ nhiều nó cơ thì quan chỉ có 50 cái người có thể san chán để mà đi hương đây mình không có cái có thể xính xem rồi cầm hô cái là đi á rồi đi hương sau đó mới tọa bào hương rồi tọa hương khai thị vân vân mỗi thời đều có khai thị mỗi thời đều có khai thị á giúp cho người chúng ta luôn để tâm ở nơi công phu không để tâm ở lung tung cái này cao minh sư sự tiên cố đau nhất xính xem thảo xem cho xem thình thái sư chưa băng chu sáng trưng hết trên đốc thiền đường nó trên đốc thiền đường á đến dân làng nó nói tưởng đâu chỉ sinh chỉ sinh cho nên chạy tới sắp nước tới để mà chữa lửa nhưng do ý chỉ ý chính đó mà nó chưa ngay cái chán thắng thì hòa quang qua ngay cái hình quang rồi ngay cái hào sáng cái hỏa sông hỏa gì vậy chỉ tha đến tại ngoài nên nhiều cái cảm sư sư sông hỏa cho nên đó là cũng có chư thiên cũng long thiên vì sao là bị pha hỏa thì nó cái sủi lại chủ hỏa ta sẽ chỉ sử nó chỉ sử đến của mình đến sông mà chán cho cần khu hỏa ý chỉ siêu sử nó cứ bò xung quanh nó bò giống như đi thiền hành nhá, đi theo cái đường mà đi miết xung quanh thực vật đi rồi nó chết luôn tại chỗ, đừng bò đi. Trên cái chán hàng này thì vừa mình to cái đó chủ sân, nó có đều có cái tính giác của nó, đều có cái linh tánh, đều có cái sự tham không sợ chết, tu trồng cái này cái chán hàng này, phá là y chuyên niệm chuyên tha thứ sử, nó thứ sử tôi sẽ đem cái duyên, thì cái mê tín á. Chư sinh đời duyên, bố sư mi sinh. Không có hiểu được cái chấp pháp á. Mi sinh sư. Cho nên nó thành ra mê tính. Còn cái pháp này mình giải thoát á. Rõ ràng là. Chào tá chai này cơ.
châu mình ngũ có cái tùy hỷ, tu lý trẻ giống như là có nghĩa là lão trẻ vui theo chân à, tùy hỷ mà à, là cái công đức tùy hỷ nó rất là lớn. Một người tu mà một người tùy hỷ thì cái công đức nó bằng nhau á, chế sĩ hay là cùng người ta phát tâm ẩn cúng ta dường mình tùy hỷ cái sự công đức nó cũng bằng nhau nữa. họ sẽ Người ta có ví người dụ như lớn người phát sinh ngồi giữa công nhận là lửa bên mình nó chẳng có nếu mẹ, chẳng có mà nước, không xuế có một xì chút xíu đó nào cả, là và của nước mình nó ta sáng và xung quanh càng sáng thêm nữa. cùng đó Nó tôi cái họ ảnh sẽ nó hưởng của sẽ nó, công nhận cái sáng của thế nó mình chia ra là họ 10 sẽ người có ngồi đầy ngọn đủ đuốc đó, xoa họ mình sẽ sáng rực hết trong ban đêm á, đi trong cái cơ vô minh hồ nè, và những cái đó là những cái ở có trong cái vô gì minh thần mà thái ta để sẽ phá tan cái màn vô minh á, là nhờ cái ánh sáng trí ta tuệ, sẽ đang hỏi tôi sáng mấy điều của truy về sự tu tôi mấy tập điều của phân sự biệt chia sẻ. tôi sẽ Thì cho tất có cả treo là phần cái đúng xem với chánh pháp á, mình à nhớ nếu đúng với có chánh pháp dù nghe nay Phật có đẹp lắm. xin Nếu mà chấp ngã xuế đó là xì tà, đó và ta chưa chấp ngã sư đó là chánh. Đơn giản cũng bất sẽ kỳ y một cái ăn pháp mà mấy nào điều truy về phá chấp đó là chánh pháp, còn chấp ngã thì là tà pháp. Mình đã cho là cái này nhưng đắc do lợi nếu nè, có cho là dù cái vợ này chớ nó uống mình có nào cái nó giống chưa như sư là xé thần bí tạo này, hay là khô vợ chớ uống mình tôi sẽ chân giống tạo như là có cái thần thông này nọ đó, tôi sẽ chân tạo thì ra thần thông tự tánh ai cũng có, nhưng mà cứ chứ bám vào đó cho thì lọt vào nếu cái có chu cha nó mê cơ tín thần chấn thông, thùng hay nó là chưa lọt vào sư cái chu giáo cha nó cơ lý chấn mà thùng thích nó chưa luận sư bàn thích lý nghĩ luận sinh thích rồi học hiểu nó không cho á, tôi lo thì là cho cũng này thành ra giống cơ như mê tín vậy đó, trao lì mê tín pháp. sĩ Một hoan không có chịu tu á, ứng lý dụng trẻ đó sĩ tại vì hoan sao gọi trào là mê tín pháp, tại này là cơ bảo vệ cái ngã chấp, trao lì bồi dưỡng cho cái ta ngã cho chấp, mấy ở xe thích công học phu đó nhiều nó thôi mà là không tôi dùng để mình sư học tập, phản nghi thế sinh mà chấp thì thành là mê tín do nó chứ khác á. chỉ hoan chảo Mà chứ nói chỉ mấy cái mê hoan tín nó pha còn tràn tốt chư hơn là trên mê tín đó đỡ, còn loại mê tín mà coi giống như là mấy ở xe công phu tôi cái sư sự cho giống như là nó cơ nó phản đánh nghi ma sinh là đánh quỷ hái được thảo nè, đi nó tầm bậy tầm bạ thì nó còn mê tín nặng. nếu có sư tá quỷ tá mô tá hoa là sư sư chung đó nghi sinh là Rồi hỏi gì nữa không? anh yêu luôn sao mà anh Đi chưa chưa mở mở kia lên. Rồi. hay khai thể là khi sư mà phụ đến cái hồng thời đầu á, xin chẳng thì giống như tòa là đi hai trên sư kỳ kiếm phụ bén ở trước chừng có à nói rằng thể nếu cô mất mạng tao như nơi không cơ thì tao không thấy hiểu đó vì sao à chứ sư hằng sang là dù trai nơi cơ như trên vậy cơ xin thầy khai thị cho tao tao sang nên nói đây chứ ý kiến là giao chị sở bảo xin nhầm á, tao vừa nhiều hái người mấy ông tin đó là rồi bảo nhầm đức chư tổ cũng hay, ví dụ giống giữ lính trẻ cùng một chơi trong tiền con mắt chỉnh sư này, phụ khai cái quý sư nhất của con người á, chứ sư cái là cho cái con bảo mắt cả, cặp lân mắt cái nên mà cơ đuôi một sứ cái tài là tạo tật sứ không trên có làm cái gì được hết, tất cả khai giống như u là là nửa cuộc đời giàu bị đóng cửa rồi đó, cho nên đó xảo theo xí quý người ta chỉ sợ á, người ta bảo vệ á, con mắt đó là quý, giống chứ như chủ quý sư trọng con cho mắt. hào sang Thì đó một cái ví dụ thôi ha, một cái ví dụ của bảo tổ lân cơ sư sứ nói trên là giống như là đi trên kiếm kỳ bén phang á, cho thế là hào sang đó là một dù cho nó có hình trong trên bốn là cái nghe khó được đó tao sang nghe mà tổ sư cũng hay nói, tin được tin tự tâm mình nè, do bảo đâu có trả dễ sinh đâu, thường vì khi tăng Phật cho do mới vừa bảo thành chứa là muốn đạo, là hiền đạo chi quán mới chiếu căn thần cơ trung chúng sanh quy đó, đều nói cái pháp Đức Phật mới vừa chứng đắc được, muốn chỉ dạy cho tất cả nhưng mà không một ai tin cả, không một ai tin mới mới muốn nhập Niết Bàn. như do Thì chạy có sứ tài chia tin sẻ được á, tự tâm mình á, phố có khai u khôi cái khăn phúc thao ấm á, trung sân là vì cái chi khó nhỉ thứ nhất, khó tin được là khó thứ nhất. Kế tới á, là chẳng phó là niệm được cái niệm y là che chung sanh sân tử che khổ á, chẳng phó niệm được tại cái đó sư là cảm ơn cầu cái vô trợ khó vô thứ nhất, nhí thai trung niệm cho được vì cái tôi tâm nên thống xem tịnh sanh tử xin hay là niệm đạo được đó, tin được và hãy duy trì á, niệm được là công phu thành, niệm được là cái khó thứ nhì trong bốn như cái cho dù khó, sư có困rồi难niệm được rồi á giả cái sư có困ngộ难là là cái khó thứ niệm ba, chứ giờ sao mới là tu, cái nghĩa chữ tỷ tu ở đó cái mới là困bắt đầu难giống như mình gọi là tu xin đó, với công phu chẳng đó là xin thật nói xin nhầm, chứ giờ thì thì y cái tu đó giống困như giữ trong bốn mắt难vậy chứ nè, giờ thì tu ở là cái khó thứ tư,困难là bảo nhầm, đó là cái chân tu á, tỷ sang cái困难chứ nên sự cái khai chỗ đó u là cái khó cái mà sự người cái học đạo困难phải bước chứ qua, đạt được giờ xảo bốn cái theo khó xí rồi chỉ thì tất cả bảo đều lân dễ. cả sứ trên
tùy duyên nhận vận giáo hóa, cũng vì cái sự tu vậy đó mới đạt tùy được cái duyên diệu giác cái quả Phật đó. Giáo Thánh quả hóa Phật tùy thì lúc đó duyên. thần trong trí tuệ, tức là lưỡng túc Cho tâm nên 12 phải cũng qua đầy sáu đủ, cái sẵn khuôn mẫu. sàng giáo hóa chúng sanh. Cho nên nói giống như đi rình kim bén, nói giống như giữ trong con Cho mắt gì cho nên cho thì hảo sao để nếu mà nói bảo lên giữ chịu chỉ cái khó nhìn chim của cái người hành bao đạo. giờ hảo sang hiểu phí phao cho chỗ trên này cơ chiên cơ tao sang nghe Đưa cho cô thấy các câu hỏi. Có câu hỏi nào không? Ăn cái anh miêu thôi, anh miêu rồi nói khi mà nói xong miêu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam Phật. mô Bổn Sư Thích Kính Ca Mâu Ni bạch quý thầy, quý sư cô và thiền đường đại Xin chúng. chính được các vị sư phụ, sư Con cô xin chẳng quý hạn vị ta hoan trên hỷ cho con hỏi trình lại các cái câu hỏi vị hôm qua về cái chuyện mà trình các vị tao hiểu kỳ vọng nhân ở chỗ tôi tự thiên nhiên tờ quên mất. Về cô sư phước huệ xin công dạy phu và thầy tuyên tế có khai thị nhưng mà lỡ cho là chó thêm dấu anh vân này thanh cơ dịch anh minh trí bị cái trục phú trặc về âm thanh cần và quỳ không có nghe à rõ sung sư cái lời của thầy, thành ra chúng cho con chó theo thêm xong đó chia sư cũng phụ chưa trình có khai rõ sư ràng. con sư chó thêm Vậy xin miễn chi miễn chư các xin dâng bạn hoan hỷ cho con hỏi lại và thầy thỉnh cũng phú xin phiền thầy nói lại về cái trình phước chủ thế gian, bây giờ phước thằng xuất em mấy thế trình chủ gian chó làm cách thêm đó để gặp được chánh pháp và sư chen tu cái huệ. sư chen Dạ phú con xin cảm ơn thầy. à chủ sư chen phú và hãy cho này cơ sư này cơ quỷ Nói về cái à phước huệ đó anh, thì tạm thời tiền chúng sư ta phụ cũng à, là cái khai phương tiện sư của Phật thôi. Nó là cái cho này cơ phước thế phú cần gian quê và phước tổ xuất sư thế gian có á, cơ phản biện để phân biệt. Thì giống như là sư trên phụ ngồi tu Phật giờ á, chủ sư giống như trên là tu phụ tổ phước á, sư tu phước để mà muốn phản kiếm phước biện á, thì đó thuộc cái phước thế gian, phước trên tương đối năng chứ sở. cho nếu còn nhìn Thì phước sư trên tại sau đây này sẽ cơ cầu được sanh thiên sư á, trên à tờ được hưởng phụ những cái gì mình chứ bỏ chưa ra, hãy hữu mình tu chiếu lại cái gì giống như tại buôn bán sư vậy đó, trên buôn rằng bán làm ăn á. hảo giang nghĩ cho Thì phước dân đó gọi đi là phước trên ngàn phu cấp chu á. lại y phân chén tao Còn cái phước sâu chỉ xuất thế lại gian sư cũng phân làm y chén chang vậy thôi, chứ mấy nga cái chưa á, sư cúng dường á, hữu nhưng mà chiếu một cái cúng dường à có hãy mọi điều hữu kiện, cái cúng dường không có thủ điều kiện, sư trên tức là mình phu đó muốn cho tôi đảm dị dàng bảo tan được sư hảo hưng giang nghĩ thịnh, công tức là nhận muốn cho Phật à pháp được lan tỏa. anh sư nghĩ Thì ta giống như xin là sư ta để ý tên cho cái xem cúng là đó là cúng à cái san bằng phước qua vô lậu chẳng đó, cái kia là hữu à lậu á, thế gian là hữu lậu, còn cái xuất thế gian là vô lậu. Ta cúng mà sinh không có chấn phó coi như trao là đòi cái điều kiện gì hết á, ta chỉ muốn Phật pháp được xương minh tan sư mỹ hữu thiếu tầm linh trên được hưng thạnh á, để à mà chiếu sư ảnh hưởng chiếu lợi nay ích lớn cơ cho tất cả chúng à sanh pha á. chẳng Thì nay cơ cái phước đó san là cái bảo phước vô phó lậu, trao và tai cái lại việc ẩn Phật to pháp ly cúng dường nhi kỳ đó nó chung rất là sanh nặng á, của người phát tâm cúng dường á rất là nặng, sư mỹ hữu mà chiếu hãy kể môn mà sư không có chỉ tu á là đọa như chơi á, chứ không phải đơn cho giản gì cái đức Phật. nga chưa sư Ví cho dụ bỏ 7 hạt gạo trên cái y của Phật mà y nó chỉ chung còn có sanh công 10, nhận thì cơ đang nói tính thí hạt gạo nó nay còn mua cơ tu di vậy đó. công si nay cơ công nhận cơ Thành ra ẩn cái chung phước á, nó ẩn là chung nhau đúng của phước hữu suy lậu, phước tứ vô lậu, chân phước thế sứ gian, phước xuất thế sư chính gian. là hoàng là chuẩn Thì nó bị đều là cái phương tiện á, do bữa nay những cơ ai chấp tỷ ngã thì nó thuộc là hữu lậu cho của thế ý gian, chén phó tư phá cho chấp ngã thì nó dẫn đến cái giải thoát chứ không có gì khác hết đó. Thì ở trên cái khi sư cho viên này xa, cơ cái phước vô chủ lậu là cái giải thoát mà sư đầy trên và đủ nhỏ phụ nhất, khi như sư giống có như ý là cái chén gai qua khoa đường đỡ người già qua đường, là cái gai giữa đường cho ta đi không có giẫm đạp á, đều là cái phước vô lậu cả. Tại không có mình không có vọng tưởng vọng động một cái gì hết, là mình để cho đừng có hại tổn hại chúng sanh là được rồi. Thì đó là cái bồ đề tâm, mà bồ đề tâm á nó chỉ phát xuất tu sư cho nên các từ phú cái thế việc mảy sinh may á, giống như là cây kim ngọn cỏ sợi chỉ nhỏ đi nữa nó cũng là cái chúng phước nó có ấn báo chẳng của xuất thế gian, sẽ do cái tâm mình thôi, chào do cái tâm mình. thì Nên Phật mấy cái đó tâm không có bỏ qua, người tu xưa có nói sư là giọt nước á, tuy chung nhất sân ha, cùng nhưng nhằm mà nào bỏ nhỏ mà miếng chưa á, phú giàu giọt nước tuy phẳng ít lần hoàng đầy mây xa to. tu giàu khang Nên nó xào đầy một cái lu, một cái nay hồ, rồi một cái sông lớn,
Thì cái giọt nước đó, nó bắt đầu cũng từ cái nhỏ. Thì cái việc làm phước của mình á cũng vậy á, việc tu tập của mình cũng vậy á, trong Hóa cái sang của mình thì cái tu nào cũng trên đó, thì đờ phước chỗ cũng trên đó, thì giao cái phước huệ phú cũng trên đó, à, giao phú ha, hoặc là siêu không chính phân của biệt cái gì hành ra quẻ. Còn cái tu cái chúng mà thế cơ gian để mà xảo cầu chi phước thắng báo bạn chi thế chống gian đó bạn thì đúng là nó không có huệ. Tu giải thoát mới là lúc huệ, của hai tu cha tại này gia chấp cơ mới là huệ, sự tu vô trên trụ á phù mới là huệ, còn là vô sở chiếu đồ hữu á hoa na thì cho đủ nó phú chẳng tăng có cho mấy huệ. dụ Cho Đức Phật ui nói á, người ngu á ham tu cho phước gì chẳng phó tu huệ. cho Thì nó cũng lúc làm cái việc của đó nhưng mà nó cũng là phước huệ song tu, nó bẩn làm cái thân việc là đó đến nó chịu tu sĩ phước không mà nó hoan tu huệ, sự phú nó đều cô nằm sĩ trên cái hoan bát ngã chấp sự dẫn, cái bát quỳ ngã chấp thôi à. Nó cũng đơn giản chắc thôi có mà khó hình hiểu giống quá. như phân biệt à mấy điều sớm mà phân là phân biệt à tôi sẽ soạn tôi sẽ soạn ra một cái phô hiểu chưa hả cũng phô hiểu chưa và mà chồng Không mắc gì nữa không? thấy cuộc sống là dễ gần À, mời hoàn cảnh. Miêu cái tên. Rồi, anh miêu cho hoàn cảnh. con nói thì nghe rõ không ạ? Alo. Dạ, thì nghe con nói không? Nghe mà nó chưa rõ lắm. Rồi. Rồi nói đi. Con trai cha Dạ, Naga dục con kính xong dưới về. quý thầy Sư Cô và đồng thể dạy đạo tràng. Lâu nay thì con cũng có thường là cũng có lên đạo tràng, nhưng con không thích đặt câu hỏi. Thì đây cũng có lý do Để mỗi xa xa từ cái mà Hà Dung là cái cái này xa xa microphone tôi cho nói gì lại. Rồi, thiên nói phú đi. chinh chủ Thì con lâu nay con cũng có lên mà con có hỏi. Bởi vì nó có lý do thế này, thì con cảm thấy là con hỏi như thế đấy. Con có cái phần ngã chấp trong đó là hay cố gắng mình đưa cái tôi của mình Ví dụ lên do dự cao. trữ của Khoan đã, nghe không được. Nghe không được gì hết. Bữa bữa mới nói đi máy không nghe rõ mà, nói đi máy không bỏ bỏ. Rồi nói thẳng với máy đi. giờ thầy nghe chưa? Rồi nghe rõ đó, giờ tốt rồi đó. Dạ, được chưa thầy? Xin chào rất xin Rồi tốt chào. rồi, quá Em tốt. thấy sao dùng nâng cái microphone Là lâu nay là con xin mua lên mà con có hỏi đó, vì con cảm thấy rằng là sao mỗi lần con hỏi như thế là chào. mình cố gắng mình tu thì về tốt như mình Vì chén đang cảm thấy xin mình ra thích tôi hình thì giống như mà hắn tăng cái ngã chấp xạo chứ không có giảm. thì chú là nó cái gì Ở quên đây là con ta sao lại chưa chọn quên cái chữ quản im là lặng, yêu vì à dù sự và như quên thế quản là con chưa chọn chết cái im đó lặng đó thì con nghĩ là không phải là có lẽ water rơi vào sin cái sự chú sa hành đắc sa cơ cầu như vô vậy. chữ Vậy thì con xin chú nghe tất cả những nghe chỗ u nào cho con. bút Thì chẳng là bây giờ u á, phu mình yêu biết quên là á, tại vì nếu mình nói ra thì nó hợp á, chú do tha thì so dù được sự chú tha minh, quân được tiền tri thức, à dù dĩ được quý quân là thầy hoa nhắc tha tu nhở, chuyện là chú không gì có mắc vô chỗ cỡ, không có anh xin quê, cha tha cũng phú không có tự quân là hào ở hoa trên đó. sư phụ so Bỏ cái à mắc tu cỡ sư quê vô chỗ và cái tự hào đó xuống, và thì đã bỏ tôi bỏ cái cho giao phăng muốn tham xe tiền y thôi à, che tự nó bỏ chứ vì không phải tác ý bỏ nữa. Sao tác ý ấy, có cái điểm vô đó chỗ ha, uống miếng có xe ai nghe khen không không cố không giao không cho không y mừng không vui, ai đúng ghét rồi chê dù không suy buồn đâu, chan rồi gì ai đó cũng bị tôi cố hết. giao xỉ hoan Nhưng mà mình may mắn có cái pháp để mình thực hành dù đó, đến so hoài hoa mình mình vì và lợi ích tôi cố chung, giao chuyện có mình thông chia sẻ cùng chung, không có gì phải ngại cái đó cả. Và còn mình cứ chưa công ý phu, chỉ phân chính giang công ý phu nó chỉ mới tham làm được cái xóa việc buông ý chỉ xuống, siêu chứ chính còn xa không công công phu phu thì chắc mấy chắn hiểu không có sớm buông hơn xuống được. chuyện Mình có cứ thẳng trăn quê trở miết mình hoa cứ không biết chờ nên hỏi hay không đây, hay là khen mình sớm khoái nói rằng quá hoa chờ tự nhỉ ngã chấp đây, dù này cơ nếu vậy thì nó chướng cho ngại mình. gì ở giao À, rồi quân cái đó hoặc tao là giờ cố giao quân ra tôi cho chuyện nín thì ta thì nó chẳng nín ai cái ngã đâu có vì mất cho đâu, chân gia con phú quân nghe mà mình ủ lại mình cất sư nó đi chính á, chỉnh là phú thì quân khi mà mà xài nó ra na tiêu nó sư chui vô ra là chỗ cũng ngã, có khi ngã còn to hơn nữa, tại mình cất đi nó mập dần lên, nó to dần lên ra.
cứ tham thiền rồi tuy cho nhỉ đúng rồi không sợ à, chính chỉnh thì là dùng phao thực sự quét đi cái ngã chấp á dù cho y quân cho hoa cho phú quân mà nó cứ sửa cái là tâm trọng chấp rồi thì chung phong muốn thần cho khan chư chỉ thấy hay thấy à, mình hay thấy hiểu được Phật làm pháp tu tôi đây giống như là thấu giác sinh ngộ thành Phật làm à tổ khan chư thì chỉ là tâm trọng cấp tại còn thấy mà còn năng sở còn phân chỉnh biệt còn chinh biết là tôi quá nhiều á vô nhưng trời mà hình cái tôi lời đó cũng là lời khai thị thấu để sinh cho mình á có khi á, vào những cảnh giới đó rồi mình y tu chế vào tới y đó khan thì tạo nó là tôi cảnh giới tốt còn nếu mà thấu bám vào sinh đó thì là vào đường à tà giống tôi như y trong kinh chế Lăng cho chú Nghiêm lá tôi sư 50 phạm thứ biên ma ngũ ấm mà Đức Phật nếu có dạy dù đó chu đó hoa nó thế chỉ sư mà những cái cảnh giới à để mà đi gửi cho qua nhân cơ sẽ nó tạo đều có hết đó, ở trong ở tâm trong mình những á nghiên đó, chinh nó là luôn ủ luôn sứ thiên biến trùng vạn hóa mà thán tình từ đó cái chỗ hoa mà giống như cảnh giới địa nó ngục chú nào trúng của chúng trùng sanh nào sợ nhất lên đến cõi người cõi trời á tâm nó đều trải qua hết thì tôi khi mà sư trải vào mong ý qua tình cảnh vào giới trình khủng của bố sợ mong hãi cả sinh ý dù tình có vào trình của khủng sợ hư trải qua cảnh hải giới pha mà yên tĩnh thanh bình vui à sung sướng trình gì đó trình cũng trình có dính tính mắt thì đó dần xỉ dần mình hoan à mới làm chủ được chính mình sinh với những phí cảnh và giới hoa na để mà dung tâm tạo ý tình cho rằng tôi bóng hiểu ma trình đó của là bây chuyên giờ cái cho nào này cũng cả vậy ủ mình sứ cứ này trên và thán công vụ tình mình công vụ giống như hiện tại bây giờ rồi tâm cho mình mình tại ý thời điểm tình mà vào xem công phu tập khí cúi tham vào sân pha si đủ thứ ông tham mấn đã sân xí cái đó chi cái gì mình chứ có cái chưa đó y chang à tham chẳng chưa mình chỉ có cái may mắn y hơn che tôi mọi hiểu người rồi á là biết tu tập chứ đừng nói là ô tôi tham thiền giờ tôi không còn tham nữa. Giống như nãy nói cái vụ mà của chứ cho Tô bọn mình Đồng Pha vì Phật Ấn chí đó tha con rồi học Phật pháp nghĩ là à bác hào phong si huynh bất chứ động thì chưa ra đâu phải chưa tao hiểu cho chỉ cơ hiểu thôi hiểu sơ tâm sơ đâu phạm có phải ta sẽ phú giao thấu giảng à, đạt được vô chứ tao chăn sáng cho nên hoa khi mà nghe chứ kêu chưa cái nghĩ dù là vô chứ vô nghĩ là nghĩ phiền dù não chứ lên là liền nghĩ dù chứ là à, nghĩ dù đó chứ mình chó cũng là vậy do công phu mình hảo còn sang cảm yếu xá á cho này cái cơ công su phu tung bo phiền tờ não mặc cụ kệ phiền sơ não à không có màng tới bao vui công cũng thứ vậy tùng là buồn cũng này vậy cơ không màng tới ta không sẽ tu trên đó y cứ lo công tùng phu tao tu tha thờ thì vô chứ đối tha với chứ pháp phạt ý chi mình cứ đã trình bày chứ đâu có mắc mớ gì đâu cứ đấy thì hỏi cứ cho nói tùy không sao phạt cả y chứ người nếu ta có có dù chê ý luôn mình là y chứ nói luôn nhiều quá không thành vấn đề đó nếu vấn có đề của dù mình luôn cho bọn mình mình à bệnh mình cần uống thuốc á thì thuốc cho thì thai mình to đủ là tôi đủ cú để giao mình liền xem đi giảm đúng một không cái mình bệnh nhiều của mình kinh là đâu mình hoa cứ uống cho y đủ tinh chứ nhỏ luôn chứ người ta chê nói y tinh rằng nhỏ uống chữ nhiều nhỏ gì cái mình bớt trái khó được nồng lại chứ rồi bệnh mình nó phát lại này sao lúc chữ lần này lúc cơ còn bọn mình nguy tập hiểm nữa cho nên thuốc cứ hảo trang uống cũng còn nhiều kinh làm đâu là hoa khai thị đúng là cha cứ cho làm bọn mình thuốc à bố là giao thuốc chữ thai để to tháo giao gỡ là những nào mình chưa cái thính chấp giờ tâm những cái chướng bố ngại của chưa mình á giao công phu mình à mới hoa cho đi chưa xảo xuyên tiền suốt nó được chưa bù nứng chữ bọn mình tập đi nãy à, giờ tôi mình sư cảm bọn mình nghe tập không cho ủ à rồi cứ hỏi đi hỏi tiếp thắc mắc gì cứ hỏi đi chữ quân à dù sao mà dì quân tôi sao bây giờ nó mất có âm gì thanh quân rồi sao vậy hả bấm rồi có mà dạ thầy nghe chưa thầy rồi đi nghe rồi đó dạ dạ khi mà cái tâm mình đó đối duyên tiếp chứ cảnh đó, sao à, nếu sao mình thật mà dễ bị xin kéo này là che duyên có cái công phu mà mình thấy cũng có che thời gian rồi nhưng mà che trình che duyên để làm đó chủ tâm mình à nó rất mình là yếu thần tố uống để nhị mà phê xin thầy khai thị cho những mình thấy xem đó tao một vì sao số mà mình thật cái xin là tâm mình mình luôn à trình sư phụ thầy sư che tiếng trong mọi cái cảnh mọi cái duyên á sư thì phụ cái cho trai công y lực công che phu của tờ mình á nó chinh mạnh á thì công y phu y mình nó che tờ yếu hoàn chắc chỉnh chắn y rồi che tờ thì cái duyên làm có sao mấn mà tờ mình công có mất phu cái công phu đúng nếu không mình có mất công phu không phải là cũng không có sợ vọng tưởng nữa vọng tưởng dù là quan cái sáng đó hoa na chưa nó vô mấn tờ dính với công mình phu từ chỉ vô lượng kiếp mà đâu phải thì mới vô một là ngày một bữa đâu quan sáng giống như chẳng đó là hoa vô mấn cái tờ công phu thì vô nó chờ quan sáng cái vô tay đó mình hoa vô á mấn công phu nắm dầu hắt vô mấn tờ những công phu cái chẳng đó chất hoa mỡ quan chất sáng chưa vô dơ của xe rồi á cho cúi phải vào rửa phan lâu xe á công phải phu rửa bằng xăng phải rửa nó bằng hào dầu sang á nó mới ra mới từ từ bộ mình ra tập đó cho à cho giao nên hình á hình trang nào cái kia nó nhiều quá mình phải hình phải từ trang hình từ trang mà y công tinh phu nhau từ từ mà dùng tu tập thôi chính công phu tu tập đó là à loại xăng loại hình tua dầu á sứ để mà trên rửa lái tất cả những cái dầu xì hắt những nghe cái cơ đống nhớt dơ đó nó có trang phải đúng cờ nó cái nói nhau thứ mà làm tan nó à ra thì nó mới sạch được á
Ừ, sao muốn đặt cho dù này có hẳn là hẳn là ờ có gì sáng tạo này chúng lâu dùng này có dỗ hoa trời ý chúng leo lại lại mà lại mò này có chẳng có cũng có leo chứ chứ bộ bản thật chân phà sư dùng này có hoa thổ có leo lại chứ bộ bản thật với miễn tin bệnh ung thư giết cái một đời, còn cái bệnh vô minh ngã chấp này nó giết mình ngàn hào đời, giang giết hoài nán nhị tinh phải biết nó giàu phải dung phải dễ thọ thế phải giàu lại chưa nó còn nán lúc nhị mình tinh to quá thì cái phản ứng của nó hào giang ái dâm là nó sẽ cho ái dâm là hoa nó à chứ chưa cho ái dâm là tôi ý chào của mình sẽ ý chào là gì nó sẽ ngồi chờ ủ ủ nghĩ sân sự và sự và ý chào của mình ủ lặng sân sự những cái sự ham muốn nó đều có hết á chứ phải không, mà những cái vấn đề này vấn đề nọ nhưng mà mình không có bị tôi cho tất mình cả bỏ những chỗ vấn đề đó mình nó chi xem phối ít giữ nhờ lại những tôi nhị tình cứ nhờ cái công những phu của sáng mình đó mình có sân hóa là mình đi có cho xin đúng cái tôn chỉ ít giữ tôi đạt dầu thì rồi chính cái nhị tình ban đó nó sơ sẽ không có chứ dầu không đây để cho có mình công phu chứ dầu không này để cho có mình bám lên tất cả những cái ý chính trái cây gì băng con của mình mình cái ngã cố chấp đó chu ta là đi rồi miết chờ dần mình dần xem á nó quét sạch ít hết tất giữ cả hoàng con mình chén ngã chấp dầu đến cuối chu cùng á cô về gọi là tham xảo thời đầu á tẹo đến cái nguồn gốc toàn của vô mình này là có nguồn gốc xí của ngã chi chấp của nguồn chu gốc của ý sanh nghĩ tử chu nó cô mới tao là chấp này được có cái mạng căn sân sanh sự tử cân bằng lúc đó mới là lần ở cuối uống cùng miếng ở giữa sức mình cân bằng mà có hoa trở lại sanh tử là chu khổ đau cái gì sanh chìm tử khổ tẹo não nữa này có uống miếng cho nên sân cứ sự bình bằng thường đi thôi là đó chu chắc chắn thải là như u vậy rồi không có cho ai mà gì nói chu tôi chinh tu một chắn cái chầu là không còn chinh phiền chắn não quảng chén chầu không còn cái này không còn hầm cái chinh kia chắn nữa không lấn phải đấn tu đâu huy tất cả đều phải chinh trải qua qua cho huy nên thăng đến tài đó chư tổ còn nói tập khí khó trừ mà có chủ khi cho tôi cho xí chi nán ngộ chủ rồi chứng đẳng giác rồi xí đó chi hay hẳn là thấu nán ba quan rồi đó thấu ba quan chứng xào nhưng mà tẹo cái tập khí còn nguyên si chủ tập khí cho còn lúc nguyên họ đừng nói là tập khí bỏ sàn quan xuất thế gian tập khí thế câu gian cũng còn nữa có xí khi nó chi như hải vậy đó hải hải cho chàng nên đó, phải hải dụ nhà rồi bảo nhậm phải xả trừ tập khí là vậy á do gì giao giống như bảo lục luôn tổ phải 15 năm giao xả tập xào theo chỉ chi hào chứng sang tăng yêu quá chủ nhanh quá sớm giao á dầu cho nên phải xả su trừ tập khí nén ở trong lái ẩn trong 15 năm xào theo xí chi ngũ tổ hoằng nhẫn biểu bảo là luôn không có ra ở hồn pháp su sớm nén vì người khai vô thai cách chào mà nói của tổ do gì tận trời ủ huệ năng phải ẩn trong đám thợ săn phải 15 ủ năm chủ ủ ủ chủ mà trong 15 năm đâu phải là sung sướng đâu chịu cực chịu khổ chịu đủ thứ nguy hiểm á nhưng mà vẫn không lần chủ coi như sư là chưa chưa treo hoàn thành á xong như hết chủ tất của cả giao sau đó thay mới chào mới chu ra lại hoàng pháp hốn dáng phó phà thì cho gì cái cha đó mới sư là đúng nến là tha chân chu tu á thực sự tu á quan ti trai này về có gọi là kiến tánh là khởi sân tu lính á mình là cũng là cái danh từ đó cho cho gì nên bây giờ cho mình chiên chưa sinh có gì chỉ hết mà sư sợ gì tôi sư cho cái cái gì phiền sư não cho gì sau đó cho nên là sao phải của mình học hai mươi nó ở đó tao sợ hai mươi ở khai u không tất cả anh chú với nó sự mơ luôn giàu luôn hai pa nó chướng ngại mình nó luôn ủa luôn chớ uống miếng ít giữ song lại song hành với tùng sự công phu của mình á chẳng ai của nếu mà mình công là phu nó mạnh chứ á còn thì chưa của mình mình thờ cũng công ráng đập phu nó còn cái công ý phu mình chỉ là yếu á số gì thì lúc nó hay được của mình mình thờ công phu chán và hoa của mà mình thì sâu trưởng phu á chắc nên thì cầu một là chớ uống miếng phải lúc luôn của luôn thắng được hoàng chàng cái tập khí phiền chán và não hoa tù sân của và mình thờ công cái phu lo chuyên nhất công phu thôi cho ý chứ nói giao vậy cho cảm nghe hiểu miệng không công phu chọn y công phu đây là tắt cái rồi chuẩn bị kẹt xem âm thanh bên đó hay kẹt cái hen Con có một câu hỏi tiếp theo cái câu hỏi của chú Hoàng Đạt thì tham một bộ sự xin trong chào cha chán tháng thì dưới quê chúng ta tháng thấy cho giàu vân khi mà mình tiếp duyên đối cảnh tôi cho khi mà mình căn trái tu dưới tiếp quê duyên chán đối cho cảnh chạy vân thì
có nhiều khi và giao bổ trong misia này cơ gì quên thì dù sự của mình chia này cơ hoàn chỉnh là theo chia này cơ duyên những cái tập khí của dù sự quan trì phóng xa cùng nghe những cái điều cần cho của mình là không có vừa ý mình hoặc mình thấy những cái việc mà nếu mà mình thính đạo phụ xuân của mình thì ở trong tâm của mình tự nhiên nó nổi lên những cái hoa chờ sự buồn phiền hoang tao này cơ hoặc là bất cứ những xuân, cái niệm của mình nào thật sinh thật sự chính trong cái tâm của mình á thì sự thì phát sinh này cơ như thầy khí chi là phải dùng những cái đó xa này cơ giống như là những cái thông cụ nhắc nhở để mình quay lại công phu. Nhưng mà có những khi sư phụ hẳn to chưa thì thí sinh của mình giao hồi tạo mình làm chủ lấy những cái niệm đó. Nhưng mà sư phụ khi mà mình muốn làm chủ lấy cái cơn giận của mình hoặc mình muốn làm chủ lấy cái quản cái đó tao cái suy nghĩ nó đang nổi lên ở trong đầu thì mình lại bị mất đi sư công phu của mình. Quản đó tao dùng cái công phu của mình nhiều khi nó thành của mình thật sinh chính nó không có đúng theo cái đó là sự chuyên chú hay chỉ đề công phu ý chính quản trị của mình tạo công cái phu niệm đó là mình không để ý đến nó thì từ từ nó sẽ bớt đi và nó sẽ mất đi lúc nào mình không không hay biết. Nhưng mà có nhiều khi mình cứ nổi lên cái niệm là mình muốn làm chủ lấy những cái suy nghĩ hoặc là những cái niệm nó nổi lên trong đầu của mình đó. Chứ, thành ra là chứ chỉ tôi tự tạo bố giáo bên lưu nhì ra này cơ lấy cái ý của mình làm chủ lấy cái này cho lấy cái nhìn kia nó đang nổi lên ở trong cái đầu của mình á. Tụ ra này cơ giao ở dung như cơ sinh cái suy nghĩ những cái lại quản tình cảm này cơ mà mình cứ muốn làm chủ lấy nó quản này cơ sự chính quản này cơ mình bố giáo chỉ nên thấu à nhưng mà ta cho hả chăng ta là như sư cho ta ít chăm chán thí chăng này cơ hoa thấu ta chung hủy thấu khảo sát chứ chỉ có công phu dù hoa cho mấy hiểu ý chính dù hoa cho mấy hiểu vọng sản ta chưa tạo ý tinh bố giáo mà chỉ là quay lại công phu dù này cơ nên thấu bản thân ta chứ sư vô chứ bản thân ta chứ sư vọng sản ta sẽ hiểu sư bố nếm ngoài cái việc quản đó ta không có nổi thêm bất cứ một cái niệm nào khác nữa thì con nhờ thầy cho thêm những cái sư chỉnh sư phụ khai sư chơi tiền sách tấn để chúng con chỉnh sư phụ thế chính của mình đang vừa có gì giải quyết cho cái vấn đề chưa có thân thiết với cái công phu sư phụ cho vì mình của mình hái mấy chưa có mạnh á thông nên thông chia sân sử sinh cho dù mình đã sinh hãy phân biệt đi che tôi sư quang sáng giao quản đó ông đã sinh tôi sư quang sáng chứ sư quang sáng cha tòa quang sáng của sự chân chân và củng cố cho ý lái của chủ sứ cho của mình ưu tiên nhau nếu có cái niệm thông thiết sanh tử chấm hơi ăn đang của mình là công phu sĩ quan cái việc lớn sanh tử là cái việc quan trọng cho nên mấy cái việc nhỏ nó không ăn nhập cái gì hết sân sử ta sư sư chơi chung nhau xào sư xào sư của học bằng ăn cơm cho ý lái của chủ sứ chúng vào thiền đường ai cũng ăn hết rồi xong hết rồi vì chén tờ công phu mén mì tại chữ phan tờ chữ hô ta chung mì chinh chữ hoán là chữ hoán phan là ta chữ ý chữ tham 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 ý chữ công phu phan tôi mới mới chữ tao chỉ nhang chữ tán cho một cái bậc tài cái bóp vậy đó hăng tán thiệt là mạnh nhá lửa lên vậy đó cái sự bày tả chửi ta là thay vì người khác là ta phải giận dữ rồi đó ngày đó quả không đủ quả sự trí trí tha lớn rồi chứ chứ quên là cái tả chửi ba là ưu pha phí chi ta sẽ lái của chủ sư u yếu quản mà bây tả chửi ba chung mấy dù chung nhau phí tha và công phu phí tha và sân sử ta sư mấy dù sống nó chung nhau chịu ý chứ công phu mấy dù pha phí chi ta sư huế tao chứ chỉ khan tao chứ tao chứ chỉ chinh cho là chỉ chinh phan là quê chủ. Đây nếu mà phạm vi cũ phải sám hối, giờ mình phải ra sám hối. Với lại phan là quy chỉ ý tình nhau chan hồi và nhưng mà Lê Quả nói vì việc lớn sinh tử ta sư lái của chủ sư vì là sân sử ta sư làm chủ được chính mình như vậy này cơ cho nên ngài cũng đổ cơm vậy đó mọi người quý ta chỉ là chân sinh
一直保持无情保持共夫，达到那个回到自己的房间，都不能回，把不能自己走回自己的房间，要靠别人带他回到自己的房间。就是说，他把那个共夫放在第一，犯规矩要忏悔，都知道了，应该忏悔，但是不要管。 让我们的功夫一直断掉，只有习气。比如说我们管不到道馆，那就我们的兵的习气。但是刚开始的人，如果 发脾气的话，知道发脾气是不好，但是不用管。要管都是我执，不要管都是我执。就是说，如果有作意，都是我执。所以一直参禅，贪嗔痴随都有。 要回到自己的痛念生死心，回到自己的功夫，比那个名利或者世间的我执无明，赚钱工作。 如果多钱的话，富贵的话，那就忘记功夫了。现在已经差不多到时间，再见。 嗯。